Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay shop cửa diện ở 15 Bê Lông, quận Kiếm, Hà Nội xin giới thiệu với các bạn sữa Meiji số 0 Nhật Bản chính hãng giá rẻ ở Hà Nội. Cường Diện Baby là doanh nghiệp tư nhân chuyên cung cấp đồ dùng cần thiết chăm sóc cho mẹ và bé tại số nhà 15 Bê Lông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Với gần 20 năm kinh nghiệm trong nghề, là người đồng sáng lập thương hiệu đã có tên tuổi tại Hà Nội trong lĩnh vực kinh doanh đồ dùng mẹ và bé từ năm 2000. Đại lý lâu năm mà các nhãn hàng đặc biệt tin tưởng, mặt hàng phong phú, chất lượng sản phẩm và giá thành cạnh tranh là các yếu tố Cường Diện Baby đặc biệt quan trọng. Với nhiều năm kinh nghiệm trong kinh doanh đồ dùng mẹ và bé, Cường Diện Baby đã và đang xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với hàng trăm nhãn hàng khác nhau, đảm bảo quyền lợi và lợi ích cho khách hàng. Đại lý bán buôn của nhiều cửa hàng trên cả nước. Ngoài các sản phẩm bày bán tại cửa hàng phục vụ bán lẻ, Cường Diện Baby luôn sẵn sàng cung cấp các nguồn hàng phong phú với số lượng lớn, bao gồm cả những mặt hàng khan hiếm trên thị trường, đáp ứng mọi nhu cầu các đối tác bán buôn tại các tỉnh thành phố trên toàn quốc. Cường Diện Baby từ hàng đối tác trong nhiều năm liền của nhiều cửa hàng kinh doanh đồ cho mẹ và bé trên khắp các tỉnh thành Việt Nam. Các đối tác bán buôn của Cường Diện Baby hoàn toàn không phải lo lắng về chất lượng sản phẩm và giá thành, bởi Cường Diện Baby cam kết mang lại sản phẩm tốt nhất với giá thành cạnh tranh nhất thị trường. Thương hiệu Meiji được thành lập từ năm 1917, hơn 100 năm lịch sử, cũng là hơn 100 năm đồng hành cùng sữa. Hơn 100 năm đã trôi qua và không dừng lại ở đó. Meiji, một công ty sữa truyền thống lâu đời tại Nhật Bản và châu Á, luôn tích lũy và phát triển hơn nữa các kỹ thuật từ sữa. Meiji luôn mang lại các sản phẩm với chất lượng tốt nhất, sản xuất các sản phẩm bằng dây chuyền hiện đại nhất và đạt chất lượng tốt nhất Nhật Bản. Phát triển sản phẩm dựa trên lượng thông tin phong phú từ khắp mọi nơi trên thế giới, Meiji luôn mang đến sức khỏe cho con người bằng sức mạnh tự nhiên có được từ sữa. Các sản phẩm của Meiji được rất nhiều khách hàng ở nhiều nước quốc gia trên thế giới ưu ái và tin dùng. Meiji có 6 dòng sản phẩm chính và hơn 4.000 mặt hàng, cho nó có nhiều sản phẩm chiếm giữ thị trường số 1 Nhật Bản như sữa bột, sữa chua, kem, vân vân. Meiji luôn tin tưởng rằng việc nghiên cứu giúp mang đến những sản phẩm ngày càng chất lượng hơn, cống hiến cho sức khỏe và cuộc sống hạnh phúc của con người. Các sản phẩm của Meiji thích hợp với từng lứa tuổi, có mặt tại khắp nơi trên thế giới với khẩu vị thích hợp cho người tiêu dùng tại nhiều quốc gia. Trụ sở nghiên cứu của Meiji đặt tại thành phố Odawara, Nhật Bản. Khi mới sinh, nhiều mẹ thường hay bị thiếu sữa cho con bú. Khi đó bạn sẽ phải tìm sữa công thức cho con bạn được tốt nhất. Nếu bé nhà bạn dưới 1 tuổi, sẽ có thể chọn mua cho con bạn những loại sữa có chất dinh dưỡng tốt nhất. Sữa cũng chiếm thành phần quan trọng nhất trong khẩu phần thức ăn của bé. Ngoài ra, sữa Meiji còn là một loại sữa có chất dinh dưỡng phù hợp với những đặc điểm an toàn nhất và tốt nhất cho trẻ. Khi bé còn nhỏ, hệ tiêu hóa của bé sẽ rất khó khăn. Nhưng cách chọn cho trẻ được đặc điểm an toàn và đặc sắc sẽ giúp cho con bạn lớn lên được khỏe khoắn hơn. Sữa Meiji số 0, một sản phẩm Meiji cung cấp dành cho các bé từ độ tuổi 0 đến 12 tháng để bé phát triển tốt nhất. Sữa Meiji số 0 bổ sung DHA A để phát triển khả năng tư duy học hỏi của bé. Sữa Meiji có những chất canxi an toàn cho bé, giúp bé cứng cáp hơn, giảm nguy cơ còi xương, suy dinh dưỡng từ trẻ. Bé cũng có thể nhanh chóng biết bò, biết nẫy và tập tĩnh biết đi. Sữa có bổ sung fructoglycoside, nucleotide, taurine, FOS giúp hình thành các lợi khuẩn giúp bé tiêu hóa tốt hơn, hấp thu tối đa các chất dinh dưỡng được đưa vào cơ thể. Với công thức này, các bà mẹ có thể yên tâm về hệ tiêu hóa của các bé được bảo vệ tối ưu. Omega 3, omega 6, vitamin nhóm A, B, vitamin C, taurine, DHA trong sữa khiến bé phát triển trí tuệ toàn diện với một cơ thể khỏe mạnh. Hướng dẫn pha sữa Meiji số 0. Bước thứ nhất, vệ sinh tay chân và đồ dùng pha sữa. Bước thứ hai, pha sữa ở nhiệt độ nước 70 độ C. Pha 20ml nước pha 1 thìa gạt 2,7g bột sữa Meiji số 0. Nên lấy một lượng nước ấm 70 độ C bằng 2/3 lượng sữa cần pha, sau đó cho bột sữa vào lắc tan. Tiếp theo cho nước sôi để nguội 70 độ C vào để đạt đủ lượng sữa cần pha, lắc tiếp lần nữa. Cho tan hết bột sữa vào để nguội đạt 38-40 độ C mới cho bé uống. Bước 3, pha đúng tỷ lệ số thìa sữa và ml nước theo độ tuổi của trẻ như trong bảng dưới đây. Mẹ nên pha đúng theo tỷ lệ, không nên pha đặc sẽ hại thận của bé vì phải làm việc quá nhiều, còn nếu pha loãng thì sẽ không đầy đủ chất dinh dưỡng cần thiết cho bé. Bảo quản sữa Meiji số 0. Để sữa ở nơi khô thoáng, luôn để nắp thật chặt. Kiểm tra hạn sử dụng và nhớ là sữa công thức dạng bột chỉ sử dụng trong vòng 1 tháng sau khi mở nắp. Liên hệ để trở thành đại lý đối tác bán hàng của Cường Diện Baby. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm dõi và lắng nghe. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin bổ ích khác.